Hẹn hò và team crush là một trong những cụm từ mà gắn liền với lại Facebook suốt những ngày vừa qua. Và cụ thể hơn là ngày hôm trước thì Facebook họ có ra mắt một tính năng mới. Thực ra nó không phải mới mà cũ, đó chính là tính năng hẹn hò hay còn gọi là Secret Crush. Vậy thì chính xác thì cái tính năng này nó sẽ là như thế nào? Và với cá nhân mình thì mình thấy rằng là đây là một cái tính năng nó rất giống với lại một cái app mà chúng ta đã biết rất là nhiều rồi, đó chính là Tinder. Vậy thì trong video ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau so sánh giữa cái tính năng này với lại app Tinder để xem là nó sẽ có những cái điểm gì giống và những cái điểm gì khác nhau nhá. Rồi ok, bắt đầu thôi. Rồi trước khi bắt đầu video thì để cho anh em có một cái trải nghiệm toàn diện nhất, tại vì là cái iPhone của mình thì nó có nhiều cái mà nó vẫn còn hạn chế, thì mình sẽ sử dụng chiếc Samsung Galaxy A70 đang được bán tại chuỗi thống cửa hàng của Cellnet với mức giá rất tốt, đâu đó chỉ khoảng hơn 9 triệu thôi. Thế nên nếu anh em nào quan tâm thì mình sẽ để cho anh em một đường link ở phía bên dưới dẫn thẳng tại thống cửa hàng của Cellnet. Và hiện tại chiếc Samsung Galaxy A70 này đang có những phần quà vô cùng là hấp dẫn, anh em click vào đường link để có thể tham khảo thêm nhá. Rồi và nói chung để thiết lập cái chế độ này thì rất đơn giản thôi, anh em có thể thấy rằng ở phía góc bên phải màn hình của cả hai cái máy này thì đều đang có một cái hình trái tim đó. À thế nhưng mà các thiết bị Android và các thiết bị iOS thì nó sẽ có những điểm khác nhau, tí nữa thì mình sẽ chia sẻ với anh em sau. Mình sẽ để cái iPhone này sang một bên đã. Rồi bây giờ chúng ta sẽ quay trở lại với chiếc Samsung Galaxy A70. Còn nếu anh em nào mà không có biểu tượng trái tim ở phía bên góc phải thì anh em hãy bấm vào cái phần bổ sung này đó, và anh em sẽ tìm trên những cái mục này để xem có không nhá. Và bên cạnh cái ảnh đại diện ra thì chúng ta còn có thêm một vài những cái bức ảnh nổi bật ở đây mà anh em có thể là thêm ảnh này. Đó, tối đa hình như là tầm rơi vào khoảng tầm 6 ảnh hay sao á. Và đây, mình là một người thích chó, thế nên là mình đã đặt ảnh đại diện của mình là chó. Và ảnh nổi bật của mình thì cũng là chó luôn. Và đây, nó rất là giống với lại Tinder, bởi vì là khi mà chúng ta chỉnh sửa thông tin trên Tinder ấy thì nó cũng có những cái phần ảnh đại diện này. Đây, ảnh nổi bật này và những cái tấm ảnh mà chúng ta muốn cho người khác nhìn thấy nữa. Rồi đó là về cái đầu tiên, đó chính là cái hồ sơ hẹn hò của anh em, đó chính là những cái thông tin cá nhân mà anh em muốn chia sẻ với người khác. Và cái thứ hai đó chính là anh em có thể thiết lập được cái phạm vi người ghép đôi với mình. Thì chính xác nó là như thế nào? Thì đây, nếu như mà anh em là nam nhá thì cái đối tượng mà anh em thích nó sẽ là nữ này, hoặc là có rất nhiều lựa chọn cho anh em này, người chuyển giới này, nam này, hay là người chuyển giới thành nam này, người đa dạng này, nói chung là tùy anh em thôi. Và anh em cũng có thể set up được cái độ tuổi cũng như là vị trí hẹn hò này, và đặc biệt là có cả con cái này. Đấy, anh em có thể là ghép đôi với lại người cũng có một con giống như mình chẳng hạn. Rồi, thì tuy nhiên có một cái như thế này, đó chính là cái tính năng này thì nó khá là mới, thế nên là mình có nhận được rất là nhiều feedback của anh em là hiện tại anh em vẫn chưa thể nào mà tìm được những cái người bạn cùng chí hướng với mình. Thế nên là hiện tại chúng ta vẫn chỉ có cái thông báo như này thôi. Đấy, bạn đã thiết lập thành công và hiện chúng tôi vẫn chưa thể nào mà gợi ý cho bạn được những cái người ở khu vực của bạn. Và bên cạnh đó thì chúng ta còn có thể là set up được cái khu vực trong phạm vi là rơi vào khoảng tầm mình đang để ở đây là 30 km, và chúng ta còn có thể là set up lên rộng hơn nữa, 100 cây đấy, để có thể tìm được cái người phù hợp với mình. Và tất nhiên là cái thiết lập của nó thì cũng giống Tinder thôi. Tinder nó cũng có là phạm vi tối đa là bao nhiêu km này, giới tính này, cũng như là độ tuổi này, 20 đến 24 hay là 20 đến 30 này. Úi dồi, 20 đến 30 thì ăn hơi mặn chút, nhưng mà thôi, đến 22 đến 26 là vừa đủ rồi. Vậy thì chính xác là nó khác nhau ở cái điểm gì? Ở đây thì mình đã có chia sẻ với anh em là các thiết bị Android và các thiết bị iOS thì nó sẽ có những cái điểm khác nhau. Và đó chính là cái điểm khác biệt ấy, đó chính là ở cái bảo mật của cái tính năng này. Và như anh em cũng đã biết ấy, thì Facebook năm ngoái họ đã có một cái phốt rất là to, đó chính là lộ thông tin của hơn 1 tỷ người dùng. Thế nên là năm nay họ đã phải thắt chặt cái chính sách bảo mật thông tin của người dùng hơn. Và đơn cử như là cái việc nếu như mà bây giờ chúng ta muốn chụp ảnh màn hình cái tính năng này thì chúng ta sẽ không thể nào chụp được, cũng như là không thể nào mà quay video màn hình được. Đây, ví dụ như là mình chụp ảnh này. Đó, nó sẽ hiện ra là không thể chụp ảnh màn hình do chính sách bảo mật. Thử lại cho anh em nhé. Đó. Thế nhưng có một cái điều như này, đó chính là đối với các thiết bị Android thì chúng ta không thể nào mà chụp ảnh màn hình được. Nhưng còn đối với các thiết bị iOS thì mình vẫn chụp ảnh được bình thường. Đó, vẫn chụp ảnh được như bình thường luôn. Và đây cũng là một trong những cái khác biệt mà mình muốn lưu ý cho anh em. Và tất nhiên là mình cũng mong rằng là Facebook cũng như là iOS thì họ sẽ cập nhật cũng như là để bảo vệ được thông tin người dùng, tránh cái tình trạng là chúng ta chụp ảnh màn hình lại. À thì thực ra là cái chức năng này cũng là một trong những cái mà mình thấy rằng là nó khá là quen thuộc rồi. Nếu anh em nào mà sử dụng những cái app ví dụ như kiểu là BIDV Smart Banking chẳng hạn thì anh em cũng sẽ biết là chúng ta sẽ có những chức năng bảo mật như thế này để có thể bảo mật được những cái thông tin quan trọng, ví dụ như kiểu là số tài khoản này, mật khẩu này, hay là số tiền này đó. Rồi và như vậy thì mình vừa mới review cho anh em cũng như là so sánh về cái chức năng hẹn hò trên Facebook cũng như là về app Tinder, có lẽ là anh em cũng đã quá quen thuộc rồi. Nhưng mà nói sao thì nói thì rõ ràng là Facebook đang có lợi thế hơn. Bởi vì sao? Bởi vì là không phải ai cũng sẽ dùng Tinder. Còn Facebook thì cái lượng người dùng của nó rất là lớn. Và cái thêm một cái chức năng này nữa thì rõ ràng là trong cái thời gian tới chúng ta sẽ có thể là hẹn hò cũng như là tìm crush một cách dễ dàng hơn. Thì đó là về cái trải nghiệm của mình. Thế còn anh em thì sao? Anh em thấy sao về cái ứng dụng hẹn hò cũng như là cái chức năng hẹn hò này ở trên Facebook? Còn đối với cá nhân mình thì bây giờ thì mình sẽ xóa toàn bộ cái profile của mình
Xóa, rồi, cũng như là xóa ngay cái app Tinder đi. Tại vì là mình không hề muốn rằng là vì cái chức năng này cũng như là vì cái app này mà mình... rồi, xóa đi. Con người chính trực. Đấy, xóa đi, không dùng nhá. Không dùng. Đéo tin. Thì đó là về cái trải nghiệm của mình. Còn anh em thì sao? Comment bên dưới nhá. Và đừng quên là hiện tại chiếc Samsung Galaxy A70 đang được bán với một mức giá rất tốt tại chợ đầu cửa hàng của Cellphone.net với những cái phần quà rất là hấp dẫn. Thế nên nếu anh em nào quan tâm, mình sẽ để cho anh em một đường link ở phía bên dưới. Còn bây giờ xin chào và xóa app Tinder đây. Bye. Và đào lại các bạn. 5 phút nữa để đào lại ngay. A few moments later.